Trường ơi, chữ G gồm mấy nét? Chữ G cùng hai nét. Nét nào và nét nào? Một nét cong tròn và một nét nét móc. Rồi, chữ Y gồm mấy nét? Chữ Y một nét phải ngắn và một nét phải dài. Một nét xiên. Một nét xiên dài ngắn và một nét xiên phải ngắn và một nét xiên dài và một vết Một nét gì? một nét trên trái ngắn Trên trái dài. trên trái dài.